Con người có thể bay lượn như chim, đó là giấc mơ của rất nhiều người trên thế giới. Và đó có lẽ cũng là một trong những lý do khiến cho nhiều khán giả yêu thích bộ phim điện ảnh Iron Man của Mỹ. Với bộ phim này thì có bộ đồ robot biết bay. Và chính bộ đồ này lại truyền cảm hứng cho một nhà khoa học người Anh hiện thực hóa giấc mơ bay của loài người. Những hình ảnh tưởng như là nằm trong một bộ phim nhưng lại hoàn toàn có trong đời thực. Đó là quá trình thử nghiệm bộ đồ bay của Richard Browning, một nhà khoa học kiêm doanh nhân tại một nông trại Anh. Sau một năm miệt mài, cuối cùng Browning cũng đã có thể bay lên khỏi mặt đất. Bộ đồ giống như người sắt này đã thật sự hoạt động dưới bàn tay nghiên cứu của anh. Nó có 6 động cơ phản lực mini và một bộ khung ngoài thiết kế đặc biệt, các tua bin chạy bằng dầu, giống phiên bản nhỏ của động cơ máy bay. Nút điều khiển nằm ở cánh tay phải. Bộ đồ được đặt tên là Daedalus, có thể cất cánh, hạ cánh theo chiều thẳng đứng và bay, sử dụng cơ thể người để kiểm soát tốc độ. Những hình ảnh cho thấy Browning mới có thể bay là mặt đất, nhưng cựu binh sĩ dự bị này cho biết nó có thể đạt tới tốc độ 320 km/h và di chuyển ở độ cao hơn 600 m. Browning cũng đã gặp nhiều khó khăn trong việc thuyết phục mọi người rằng đây không phải là một trò đùa trong ngày cả tháng 4, bởi bộ đồ người sắt của anh được trình làng đúng vào dịp này.